Hello anh em nha, em Thịnh Bến Tre. Mới vừa về em Fortuner với em Innova. Fortuner này mới vừa về hồi nãy mình đang có mặt tại Mỹ Tho, anh chị đi mua xe Fortuner này đi luôn. Tại vì thứ nhất nó là tiết kiệm dầu anh chị, xe này là xe cộp nha, chạy mới có 65.000 thôi. Thì xe này anh em nào thích mẫu này em để lại cho anh em mình với số tiền là chỉ có 498 triệu. Chạy mới 65.000 cây nha. Fortuner 2012 máy dầu anh chị nha. Rất là đẹp. Green từ đầu tới đít. Green từ đầu tới đít, keo chỉ green hết. Nước sơn thì còn green luôn, chưa sơn lại luôn anh chị ha. Chủ nhân chỉ là người ta dán keo đúng đâu, sợ đạp ra sức gì đó. Green từ đầu tới đít anh chị ha. Vô lăng anh chị nhìn nó mới nè, nhìn cái đường gân chi tiết nè, rất là đẹp, xuất sắc, xuất sắc trong vai tỷ nữ. Keo chỉ ha. Mà đi cho phải em Innova Z 2.9 lần giờ anh chị, sơn xi liền. Mà xe này anh em muốn đẹp phải làm nội thất là khoảng 5 triệu nội thất mới đẹp ha. Sơn thì nó đẹp rồi mà có nội thất xấu. 4 mâm 4 vỏ ok, nào xấu nó xấu, nào đẹp nó đẹp anh chị nha. Có sao nó vậy cho dễ. Gân guốc xe này còn khó khá. Túp lô thì nó không được đẹp, chỉ màu là mà mờ. Keo chỉ thì nó cũng còn mà keo chỉ nó không được đẹp ha. Dọn lại, dọn mới đẹp, mới lấy về. Mua của khách luôn ha. Đang mua anh khách đang đứng bển nè. Đang cho về ha. Anh em nào thích món này đưa cho anh em mình luôn. 100 mấy triệu, 2.9, 2 dàn lạnh. Con cũng còn khá, máy im nè. Xe này máy mới làm. Anh em nào xem được alo mình ha. Cảm ơn anh em mình nhiều.